Dạ xin chào quý diễn giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở ấp Phú Thới, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đây là quê hương của Khương Dừa, bà con cô bác. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 2023, nhân dịp đầu năm mới thì cũng kính chúc với bà con cô bác của mình thật là nhiều sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng nha bà con cô bác. Khương Dừa về quê hôm qua, dẫn mấy đứa con của Khương Dừa và xã Khương Dừa về để nghỉ lễ. Mai Khương Dừa lên lại Sài Gòn. Hôm qua tối Khương Dừa có qua bên nhà của dì Năm Khương Dừa, Khương Dừa thăm dưỡng Năm của Khương Dừa. Dưỡng Năm Khương Dừa năm nay cũng 73 tuổi rồi, dưỡng bị bệnh thận. Dạ giờ là ngày chạy ngày nghỉ, xong rồi ngồi nói chuyện với dì Năm, với dưỡng Năm thì dì dưỡng có chia sẻ cho Khương Dừa cái hoàn cảnh khó khăn ở gần đây đó, cho nên là sáng hôm nay Khương Dừa tranh thủ Khương Dừa qua để Khương Dừa tìm hiểu. Tại lâu lâu mình mới cái về quê thì mình tranh sẵn dịp mới hơn mình nhín xíu thời gian để mình ghé mình thăm luôn bà con bác. Nhà của cô Út Tám. Hồi nãy Khương Dừa hỏi thăm bà con cô bác đây thì người ta chỉ nhà này. Nhà có bé xíu ha. Nhà này hồi tối dì Năm của Khương Dừa nói là nhà nhà nước cất cho sao. Cô thì hình như là cô sống đơn thân, không chồng không con gì chứ, mà bị bệnh. Hôm này củi sầu riêng nè bà con bác. Cô hình như xin về để chậm hay sao. Cái này là người ta trồng cây giống á, xong rồi người ta nuôi cây lên là ta cắt ngang để người ta ghép á. Cái này ta bỏ đây nè, ở đây là ta trồng cây giống nhiều lắm mùa. Cô Tám ơi, cô làm gì vậy? Cô nấu nước. Dạ xin mời bà con cô bác bước vô nha. Thôi mới vô thấy thuốc không được, thấy khổ rồi đó, sống thuốc không trời. Thuốc của cô hả cô Tám? Dạ chào cô. Cô nấu nước uống hả? Nấu nước uống. Dạ. Con Khương Dừa. Cô đâu biết con hả? Không biết. Dạ. Cô biết Út Bình với lại Năm Nga không? Biết ở dưới này ha. Dạ đúng rồi. Trời. Có mấy người con là Hai Phong với Hai Phong với Vinh. Vinh đó. Hạnh đó. Đúng rồi. Dạ đó dì ruột con. Dạ. Rồi biết. Dạ biết con Hà nữa. Hà em của mở bệnh á. Tám Hà. Gì Tám con. Là bạn á. Là mẹ con là Bảy Đẹp. Hả? Dạ mẹ con thứ bảy á. Vậy. Ủa là bạn với gì Tám con hả? Bạn á. Lên nó biểu lên ghé nó chào quà. Mà đi có ghé đâu. Nó ở gần Yến á. Vậy chơi thân không vậy? Cũng thân. Hồi con gái nha. Dạ. Nó hôm đó gặp lãnh quà bệnh tở nó, trời ơi tao hôm nay đây mày vô nhà tao đi, cái tao nói tao không biết vừa vô nhà mày. Rồi cô sáng cơm nước gì chưa? Rồi. Trời ơi này ai kho cá cho cô mà nó nhìn nó đó, tôi không thấy đây. Đường á. Rồi cá này em mua cho cô hay người ta cho? Người ta cho. Dạ còn bếp ga này cô mua hay người ta cho cô vậy? Của người chị thứ tư. Dạ. Thì cô thấy đường gì không? Cô nghe nói cô bị cơm hả? Cơm. Cơm chảy nước mắt suốt vậy hả con? Suốt luôn. Xuống dưới mổ người ta không cho, người ta nói gà viên mới cho lãnh bệnh. Gà viên người ta mới là qua Tết mình luôn á. Qua Tết mình á. Là mới mổ. Mới mổ. Bị lâu chưa cô? Bị nay mấy năm rồi. Mấy năm sao cô chưa đi mổ? Cái người chị nó sợ mổ nó ảnh hưởng rồi không thấy đường. Người chị không cho, chứ nó để từ từ cái nó hết không. Rồi xuống với bác sĩ khám rửa mấy lần luôn á, rửa nước gì đó. Rồi rửa nói rồi ra viên rồi tôi cho giấy không ấy, xin giấy chuyển viện tôi chuyển cho đi thành phố mổ, chứ giờ tôi không có lãnh bệnh. Dạ rồi ra viên cô mổ không? Mổ chứ. Rồi mổ này tốn chi phí nhiều không con? Ra biểu lên xin giấy chuyển viện. Dạ chuyển viện tên lắp á. Cô chắc thuộc hộ nghèo hả con? Nghèo. Dạ nghèo suốt đời luôn rồi. Dạ rồi nên mình có bảo hiểm hộ nghèo không con? Có. Đi mốt bữa kia nè, đi tới khám nữa nè. Bệnh gì nữa cô? Khớp nè, tay chân quẹo nè.
Ủa tại chân con là bị gì là sao móng hư hết trơn rồi? Bởi vậy nó tiêu Rồi cô tình năm bao nhiêu tuổi hả? 55. Ủa 55 thì sao cái tay cô nó bị lão hóa, Vậy đó. nó lão hóa như như giống bà ngoại con luôn à? Đó vậy đó. Trời ơi. Bị lâu chưa cô? Bị nay mấy chục năm rồi. Ôi, này không có chữa được hả con? Không Cái chân có. cũng vậy luôn hả con? Chân nè, nó quẹo đe từng. Đó. Trời ơi, ngộ vậy Đó vậy. trời. Con lão quá chứ vậy? Khó quá Không, khớp mà. bằng 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 tuổi gì tám con là gì tám còn khỏe lắm Bởi mà. vậy bả nó còn sung sướng á, nó gặp nó nói đồ tao biết bao nhiêu mà ghét tao cho, Dạ, tại lên rồi gì cô thấy đường đi không? thấy 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 mà có cũng không mờ à. rõ mờ Đi mờ đi phải chống gậy vậy hả con? đó, gậy không à, Dạ. tội nghiệp hà hai đứa hồi lần thân lắm à, Dạ. Rồi cô à, nghe nói cô ở một mình nè. mình á à? Tôi đâu nó láo đâu, Dạ. Ủa người cô không chồng không con vậy hả? không sống vậy Là có thôi hay mới là có thôi, nó bỏ bệnh rồi nó thôi chứ không phải không có, thôi lâu chưa con? thôi nay cả 30 năm 20 năm Dạ. Rồi không có đứa con nào luôn. không sống vậy đó. Rồi. Cô lên nhà được không? Được, ngồi đây đi, đi, đi. Đó hoàn cảnh vậy Ủa vậy mỗi năm con về con trao quà ở xã là chắc con cô có nhận phải không? có nhận nghe nói hơn vừa chứ có biết đâu, Dạ. nghe nó mà anh Ba Xíu đọc tên á, Dạ. Hưng Dừa, Hưng Dẫn hồi đó là kể là cũng khổ, người ta cho quà đó, cho quà Hưng Dừa, rồi nói sau này Hưng Dừa mần ăn có rồi mới cho ta lại người khổ, Dạ. nghe nói vậy á, nghe anh Ba Vậy Xíu là cô nhận chắc cũng 2 3 năm rồi, 3 năm à. 3 năm rồi, Dạ. cho cũng nhiều đồ lắm nha, Dạ. bao bự bự không à, tôi ghim Dạ. cái nổi đâu. Dạ. Rồi mượn người anh lãnh, rồi mượn người anh khiêng lên xe gì á, Dạ. chứ ghim cái nổi đâu, Con tham quan nhà cô xíu được không? được đó, Có sợ mất gì sao không? có cái thứ gì mắc Rồi nhà này ai cho cô vậy? nhà nước Dạ. đó, cái tình hình này có cũng hư tiêu rồi, Cô làm chất củi nhiều chứ cô? tại của người chị xin nặng nấu rượu á, Ồ, ai nấu cô? người chị thứ ba, À. bà cũng như mẹ tôi, lần tôi khỏe á Dạ. thì nấu hồi mấy năm trước á, chứ mấy năm nay thôi giờ. À đó cô khỏe cô nấu rượu. Ừ, Nhà này người ta cất cho cô lâu chưa? cho nay cũng cả 10 năm ạ. Dạ. 10 năm trước nhà gì cũng ngon à. Cho mới bắt bắt giờ tôi còn thiếu nợ nhà nước á, Dạ. cho ứng tạm ứng á, Dạ. đi coi khúc tạm ứng đâu á, Cửa nẻo gì nó xúc hết rồi cô bởi là. vậy nó tiểu tên của người anh cho đó. Anh cô hả? Anh đó, anh cất nhà anh cho bộ cửa Dạ. chứ Cô có tôi mấy người anh em cô? được năm Dạ. năm rồi chết đi, còn bốn à, Cô là thứ 8 hả? út hết Cô rồi, út hả? út Dạ. hết rồi, Cái tivi này chắc cổ lắm hả cô? hư tiêu rồi, Thường vừa đi đi coi vậy nó coi mà vô cái hư nhà coi làm sao. Đợi, hôm qua nghe đi năm nói cái nhà cũng một dột nữa. Coi mình có hỗ trợ được gì không nha bà con bác, chứ không phải cực hơi mà đi vô nhà người ta mình coi vậy nó kỳ. Giải thích cho bà con bác biết, có nhiều bà con bác không hiểu. Trời ơi. Cũng có nhà vệ sinh cho cháu ngủ, đồ đạc cũng mấy cái. Sinh này gì ghê trời, nó bọng ghê bà con quá, cảm giác cái xô ngã lại ghê vậy, sao nó bọng dữ vậy? Đồ nó rủ con ngoài đây hả cô? Rồi đó, cái là nó rượu rồi. Cô nấu được bao nhiêu năm cô? Nấu được 5 năm rồi, bệnh nghỉ luôn. Dạ. Lúc còn khỏe, lúc Dạ. gặp Hà đi lãnh Hương Dừa, Dạ. rồi gặp nó tản á, rồi Dạ. tới giờ là nghỉ luôn. Rồi Rồi hồi. người chị thấy vậy thôi, mày cho tao mượn nấu Dạ. bán Còn Tết. hồi trẻ cô làm cái gì? Hồi nhỏ trẻ thì hồi 20 thì đi mần mướn, mần mần cỏ người ta đó, có mướn À ai kêu mần trả ngày ha. ta tới ngày giờ cô bệnh không Là cô mày còn 4 người anh em. bốn Rồi còn người thứ mấy cô?
nè, người thứ ba, Thứ người ba. ba, người thứ tư là người chị đất nè, rồi gần người thứ năm đó, anh dưới đó đó À, nhà dưới rồi. kia. Ừ. Rồi ba anh chị em đồ khá không cô? Ôi, Cũng cũng khổ. khổ. Khổ mới để em út mình khổ gì chứ, mà khá thì nuôi em út mình luôn rồi Ừ. ha. Bệnh người chị thứ ba chứ ở nuôi ở ở một ngày chỉ đi bằng có mướn, bằng đêm chỉ về sáng lại chỉ nấu rượu đó. Là lớn chưa cô? Lớn Chắc rồi nó năm mấy, sáu mấy rồi, sáu mấy hết đó cô? sáu tuổi tuổi con Rồi cháu cô làm sao? chó Cháu rồi thôi. cũng lo cuộc sống cháu luôn. Rồi đứa nào đó biết con Lan không, con tính học không, Dạ. con Kiểm á, Dạ sao cô? con Kiểm là cháu rể đó. À. Con người chị thứ hai đó nó À. cũng khá chứ. Thôi, Vậy hả? ba nó ăn biết Kiểm mà. Kiếm hả? Kiểm chứ chính Hồng á, chính Dạ. Hồng người tùy khen đồ đó biết không, Là sao cô? đó là cháu rể con người chị thứ hai, Cháu ghế. cháu rể nó cũng giàu chứ mẹ, À. nhà nó dưới chợ cái tư À. ở nhà Bắc Thái Chư Tô À. á, À. rồi bắt cái cầu vô á. À. Vậy Ừ. là kiểu nhà cũng nhờ biệt thự ha. Ừ. Nhưng Chứ chứ mà rể mà chứ không cháu phải cháu, rể không cháu phải cháu rể. ruột nha. Cháu ruột nó không có quyền. Ừ. Nó bằng dâu người ta Thằng dâu mà. đúng mà. Thôi mình cũng không trách gì được. Ừ. Đâu có À, tách được tại tại vì mình nhiều bệnh. là dạ con cháu mà nhiều khi Ừ. mình cũng khổ, mình cũng không có nuôi được Nó nó ngày nào, rồi nhiều khi giờ nó nó đi. có thì nó Dạ cho mình cảm dạ ơn, dạ không cho thôi. rồi không cho thôi. Thôi vậy. Chứ có chồng có con nhiều khi cũng có chồng rồi phải Cũng theo chồng, bởi vậy không có quyết định được. đâu quyết định Chứ được. khi có kinh tế riêng thì còn qua mai. Nói chung mà nó thương mình, lâu lâu ghé thăm mình là mừng rồi, Vậy cho miếng thịt miếng cá. Giờ cũng cuộc sống giờ nó cũng đủ khó thứ khó đủ khăn hết thứ trơn. khó khăn. Dạ Ừ. rồi cô đi vòng vòng ngày cô đi làm sao, Ồ, đây qua đó là gì đây rồi chứ. cơm nước sao cô? Nhà đó nhà của ai cô? Người em con cô cậu, tôi À con cô nhà cháu. cô thì À đó con nhà cậu, người à cái hở cái nó kêu qua bển chơi à cho nói chuyện cho đỡ buồn vậy ha. đỡ buồn Rồi cơm nước sao cô? đó. Em nấu ăn Ghim cơm rồi nè, cô kho cá gì ra. đó, kho không thấy đường kho vậy. Cô được sổ bảo hiểm không? có Có bảo hiểm hộ nghèo ha. có đủ hết từng Mà đi đi khám đâu đi sao cô? đi 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 xe Honda đeo ôm á, Dạ. cái thằng Trinh con của thằng Thống bển á, tội nghiệp nó nói chở người ta người ăn cao, chở cô chở gì con ăn có đây xuống bánh te gì à, tâm gửi. Cũng tâm gửi. Tâm gửi tới tới nay thứ tư tính chủ nhật thứ năm đi nè, từng Tâm gửi lấy tiền xăng tiền ăn rồi chứ. nè đợi nữa, đợi Dạ. tới 10 giờ 11 giờ khi gì tới đây nó đói muốn xỉu luôn á, Dạ. nó nói gì á nhằn với con, ngoài ra con không lãnh ai hết. Rồi Nó thường nó chở gửi đó giùm đó, nó có xe ba lăm tiền bạc đâu cô đi khám? nó đi khám bảo hiểm Bảo hiểm rồi mình cũng phải tốn một xíu đúng chứ. chút xíu này thì hôm đó ở ngoài nước ngoài á, anh năm đấu ngoại anh tờ tờ vô anh cho À, ta biết ha, chắc tôi biết à. bãi liệt Dạ. á, anh có năm có bãi liệt á Ừ. đó, đó rồi anh cũng quy góp ngoại nha, Dạ. quy góp ngoại rồi anh gửi anh À, cho được nhiều không cô? cho được một chục triệu hay gì đó, mà À. xài nay hết À, hết rồi, rồi. Bệnh bệnh mà hoạn thứ mà gì còn. thứ chịu nổi. Ừ. Ồ, ngộ hả cô, cái da mặt cô thì nó không có già, nó không lão Ừ. hóa, nhưng mà tay chân nó lão hóa hết à. Vậy đó chú bác sĩ nói giờ suốt đời luôn chứ không hết, bác sĩ chuyến nào cũng vậy, nó Cô gán nói là cô 55. 55. Ừ. Nó Rồi còn hồi nhỏ đó là ông xã là quen cưới hay làm sao rồi đi thôi lại vậy đó, rồi chia tay thấy không có con rồi bệnh rồi bỏ luôn. bây giờ có gặp lại không Không, từ hôm cô? giờ thôi tới giờ Rồi gặp ổng có gia có đình vợ mới khác rồi cô không ghé thăm cô luôn? không luôn. Hồi đó quen hay là ba mẹ mằng mai cô? Quen Dạ. Là mắt nó chảy suốt vậy hả cô? suốt Chảy cơm vậy. cơm xuống dưới cắm cùng cùng khô không à. Dạ. Ừ. Hiu quạnh quá ha. Vậy Phải có đứa con cũng đỡ vậy vui có mừng. nấu nước cho uống cũng được Dạ. bệnh đó. Rồi giờ cô còn đi lại đồ được còn đỡ nha.
còn nằm còn chỗ nấu cơm kìa. nấu nước mai mốt nằm chỗ biết sao nè, Bởi vậy mấy đứa cháu rồi nó không biết sao rồi nữa. Không biết sao nữa, mình tới đâu hai tay đó tinh tài xanh dâu xanh cỏ chứ biết sao. Thấy gầu quá. Nhà này cũng chắc cũng dột rồi đó. Dột mương cái nó tạt dạ, không tại còn vì gì nữa. Mình cũng không có sức khỏe, mình cũng không có sửa sang gì lại được. Đâu có làm gì được. Được làm hồi nhỏ cô làm chắc cũng bắt đầu bệnh thì cũng đâu có dành dụm gì được không? Đâu có gì đâu dành dụm. Dạ. Mận bữa nào ăn bữa nấy người đây ta. Là quê quê mẹ của cô hả? Ừ, cha cô, mẹ. Cha mẹ đất là đất ruộng ạ. Ừ, cho có được nhiều không? Cho có cũng như hai chị em ngượng công á, rồi tôi bệnh tôi bán cho người chị nữa. Dạ, cô bán hết luôn à? Còn bán cái nền thôi. Rồi cái nền cũng bán luôn rồi chỉ cho ở lại cái nền á. À, thì chị đỡ không cô? Chị cũng cũng được chứ không đỡ gì. Ừ, bán chị em nhà chắc bán rẻ quá. Bán rẻ lúc đó bán nhiều có 5 chỉ vàng. Dạ. Ừ, mà ta mình, bệnh mình, bà cũng ráng mua cho bà không để bán người ngoài ha. Ừ, nó trong cha nhà để lại. Từ từ thì tối cô ngủ mình một rồi có chuyện gì rồi sao cô có chứ sao tội cô nghiệp có xài điện thoại đâu vậy không có đó à, điện thoại nó gọi được đúng không cô được rồi rồi cái sáng nó qua nó coi đôi dép chị còn thì ấy không ấy tôi vô tôi mò xác chị nè hả tội nghiệp nó một đó đó dạ. Qua bữa nào cũng chửi rồi qua chị ơi khỏe không khỏe em ơi còn còn lên tiếng là khỏe là ha đó đó cô lưng cô bị gù hay sao gù quá khó quá mà vậy hả con ừ, khó quá người sống á cái nhức đó nhức do mình làm nặng quá sao ta không có tại khớp á rồi nó biến biến chứng luôn á giờ đâu có trị gì nổi trời tại vì giờ cô chỉ cần uống thuốc chữa qua ngày thôi uống thuốc qua ngày chứ đâu cái này vô phương Phương ai cũng mãi cũng vậy cái này là coi như là mình suốt biết cuộc trước đời kết quả của mình luôn rồi biết rồi biết tới kết quả cô có sợ không 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 sợ không sợ không còn gì vấn vương hết cô không giờ người ta có con có cái có chồng rồi ừ. Có của rồi người ta còn hướng dương mình tiếc có rồi. Mình tiếc gì nhưng, sẽ không... nhưng mà cô có nghĩ bi quan gì không không cũng thoải mái hả con thoải mái đi chơi cười khà khà chứ kệ nó tới đâu tới chuyện gì tới tới dạ cô chỉ đi đây qua nhà đó thôi chứ đó, không đi đó đâu xa không được xuống nhà anh đốt nhà mẹ đi không được luôn nhà anh dưới đó đó đi bộ ừ, đi bộ ba mẹ cô mất lâu hả mất lâu dữ lắm rồi tết tết đi rồi cô thường thường gì là bên xã chắc ưu tiên rồi cho quà cáp cho cô ha có dạ lâu bữa hổm nghe nói vậy không biết có không nói giờ cắt cái khổ hộ nghèo để vô lãnh lương hàng tháng à. Sống à. Mà không biết có không biết à. Nếu có được cái đó được nói chung ở đâu Phương Dượng biết chứ ở xã Tân Thiền huyện Chi Lăng tỉnh Bến Tre thì các anh chị phụ trách bên xã thương bà con lắm chăm lo tốt lắm cũng vậy bữa hổm cậu còn, còn nhỏ cũng vậy nữa đi học đó là cũng nhờ mấy anh bên địa phương rồi cũng ưu ái rồi cũng cũng xét duyệt đồ để mình có cái chế độ á để mình đi học đừng tốn tiền nói chung vậy đi học đừng tốn học phí vậy là con người thứ thứ bảy ha dạ con người thứ bảy ừ. Cái chị đó chắc biết mà bả hơi ốm ốm không dạ đúng rồi ừ. Biết dạ. Biết mà chứ không có tiếp xúc bả nha dạ mẹ con thì rất khổ lắm ừ cô ơi bởi vậy khổ khổ như khổ nhất cái xã này luôn á ừ. Có tiếng luôn mà ai ừ. Đi thấy mẹ con cũng thấy gầu lắm thấy nuôi bởi vậy chứ cho mọi người bởi vậy nay nè con cũng dạ. Tạ ơn tới hiếu dạ. Lại đi dạ. Con đi học tạ ơn tới hiếu lại dạ. Tụi con cũng gắng đi học thì cũng đi ra cũng gắng cố gắng làm gắng gắng vươn ừ. Lên giờ bởi thì vậy. Cũng nói chung cũng gia đình cũng đỡ hơn xíu ừ. Mà mình cũng giúp đỡ bà dạ, con có xíu xíu mình chia sẻ chứ không ừ. Phải mình giàu có gì ừ, rồi dạ. Cứ nghe cậu Bình với sao mới thăm ổng tối nè ổng giờ ngày chạy ngày nghỉ giờ ngồi xe lăn nó cũng mệt mệt ừ. Bữa hôm đó bữa tính ổng đi thì ờ ra dưới Bến Tre tưởng ổng đi rồi dạ. Nói gì không nha điện lên Út này cũng thân lắm á Út dạ. Tôi á nói giờ ổng khỏe rồi giờ mừng cho ổng rồi dạ à, giờ cô đi rồi chừng 100 mét đổ lại nữa cô không nổi đó. Luôn hả đây ra lộ đón đồ ăn cái chân nó teo hết luôn cô teo cơ luôn rồi
Ồ, cái này nhìn chân của giống như mình nhìn cái chân giống tượng của bà già 90 tuổi luôn mà bác. Bởi vậy Đúng ai cũng nói sáng như làm sơ nước bệnh á, biết làm sơ không? nước Bà không? qua cho bác số nước thì chích thuốc. Chích đó rồi thuốc ổng đưa đó Chích gì tốn nhiêu cô? tầm hai Hai rồi tiền đó đâu mình có. tà tà người chị cho đó, Dạ. nay người này cho mời kia cho, Sao nó lạnh quá cô? bởi vì lạnh nó mới nhức. Chân lạnh ngắt à? Tối thay vào nóng á hả, người ta nóng mà tôi lạnh ngắt, Dạ. nhất Rồi đôi dép của ai vậy cô mang vậy? tà tà đôi dép của người chị. Cho sọt vô mang. Rồi áo sống rồi cô có áo đồ mặc không? Không, cái này của chị ba cho, thì sống khổ lắm chú ơi. Rồi có thường ai tới thăm cô được không? Có chia sẻ giúp đỡ gì không? Không Cô khổ gì từ nhỏ hay cô? khổ, hồi nhỏ hơn có chồng cũng khổ, bây giờ cũng khổ, nên tôi nói chết xuống lỗ hết khổ. Dạ. Mà mấy anh chị rồi cũng có chồng có con ha, Có có gia đình vợ từ đồ, có gia đình đỡ. từ Mình bởi vậy neo đơn mới khổ. bởi vậy tôi bệnh nằm mình ôi ào ào không ai tới, ôi gì lần ôi tôi nói tôi tưởng tôi chết không chú ơi, Ói là sao cô? vô tử á, À, uống bị thuốc bệnh nhất cái tử, ghét của vô xuất tử huyết bao tử luôn không á, không có xuất huyết mà ôi ôi tôi nói ôi sống ôi bị chết, viêm bao tử luôn, vô tử bị lét đau lét luôn. lét luôn. Bạn bè có nhiều không? Richard con Trời Mỹ ơi, bạn bè với dì Tám con rồi biết khổ rồi, dì Tám con cũng khổ gần chết. bởi Dạ. vậy tội nghiệp cái đi đã cứ đi lên lên Ba So gặp nó tờ nó mừng quýt như mừng đó, nó tao tưởng tao không gặp lại mày ông Tám mày, tao nói tao có biết nhà mày Ở đâu, kế bên đây mà không biết luôn hả? không đâu có biết nhà nó đâu, tình Yến Ờ. con vợ của Khánh biết không, Dạ, đó đó con biết. là cháu à. Rồi dì Tám con cô vậy cũng lận đận lắm cô Bởi ơi. vậy nó khổ dữ lắm. Cũng hai đời chồng Đó, khổ chết. nó khổ dữ lắm. Cũng đi mần mướn, con cũng có giúp bà cũng nhà đó, xây nhà nó mà. Thôi mà bà cũng khỏe cũng mừng, để bà cũng gắng cố gắng. Bởi vậy Vậy là bà khi nào bà khó khăn rồi bà hết nổi bà nói mình, chứ bà còn đi làm bà con ấy được cũng mừng. nó nói tao còn mần nổi còn khỏe nè hả, Ừ. có mày sao mà quá tệ ông Tám, tao nói tao ơi tao có số tao gì đâu, chứ con Mỹ á, Mỹ con Tư Tông nè, nhà Dạ. nhà nó phá kế ông Quốc Tỏ đó Dạ. biết không, Dạ biết. đó đó cũng tuổi đó mà nó tội nghiệp bệnh nó lên nó cho 500.000 mày mua gì mà ăn, tao thấy mày quá khổ luôn Dạ. đó, hôm bệnh nó có Tính lên ra cô mà bạn với dì Tám con mà nhìn cô nhìn lớn quá bởi vậy xuống sắc. xuống tuổi ấy đó là anh hỏi có gì gì nè, giờ hỏi gì Tám nói biết Út Tám với này không, Út Tám Út Thới á, Bà cũng mua thứ tám. Út Tám á là nó gành lắm mà, lần Rồi. xuống cái xuống này mần cỏ chứ cậu có gặp nó tờ mừng hết sức mừng Dạ. luôn, bạn với nhau mà. Này cũng như là nhà của bà chị đi, rồi xong nữa cô mốt cô về với ông bà thì Rồi đó để là tả bà lại chị là luôn, trả luôn, tả luôn không chứ còn vướng gì hết. không vướng Mà nha, nhà này giờ mà sửa sang giờ, thì nó giá cho nó lủng chỗ nào đắp chỗ đó chứ sửa sang cũng tốn tiền. bởi vậy Ở ở cũng được bao được lâu. bao lâu? Ồ. Dạ không có gì, có mấy cái lù mấy khạp hả cô? Cái nhiều đó đó Rồi đồ đạc cô tắm ai vậy? để bỏ đó người chị lên giặt Rồi cô tự tắm được không? được, nấu miếng nước đó, Dạ. nấu nấu cắm đó Dạ. ít ít xách vô tự tắm được, mới nào bữa khỏe nha, rồi không khỏe thì chỉ lên chỉ tắm Cô có xài tới tài khoản gì đâu? không Cô không xài hả? Cô có giấy chứng minh không? Có giấy căn cước không? có. À. Đó sao nhờ ai làm cái số tài khoản gì giùm cô, cái bà con thì con giúp cô một phần, rồi bà con của bác có ai rồi hả, bạn bè biết đó, thương có giúp thì chuyển cho cô. Vậy giờ phải mượn làm á. Dạ phải nhờ chở đi làm. Con thì giờ con cũng cũng tự làm, con có nhiều con giúp nhiều chứ con cũng không có, con cũng không có nhận giùm. Dạ. Nhận giùm thì không có gì, mình cực thôi mình thôi, nhưng mà
người này kia nói người này kia là mình cũng giờ cũng hả. giờ cái thằng ấy đó làm được không ca? Dạ Cái thằng ngân hàng á, nó làm cho thằng Then cái thẻ á. dạ để nghỉ lễ đi, mai thứ hai qua thứ ba cô là đi, cô đi ra đó rồi cái cô nhờ Nó lên làm. đây nè, nó lên đây nó lãnh mà ấy chứ khỏi đi. À, lên đây làm luôn không ừ con? Vậy cô gọi nhờ nó làm, ừ con không rảnh lắm ừ kệ nên nhiêu cũng nhiêu lâu rồi. Khương Dừa cũng nói chung đó, mà Khương Dừa mà chia sẻ cái thông tin của Khương Dừa lên thì bà con bác thương hoàn cảnh đó, bà con bác gửi nhiều lắm, ừ xong rồi Khương Dừa tổng hợp lại rồi Khương Dừa cũng chuyển cho hoàn cảnh ừ đó. Mà thường thường cái Khương Dừa để cái thông tin Khương Dừa lên bà con bác lại tin tưởng hơn rồi bà con bác ừ mới mới chuyển, còn Khương Dừa Ủa để thông tin của nhân vật lên ít ít, bà con của bác ít gọi gọi lắm. vậy nè, nhờ con tự giúp giùm cái gì Dạ đó đó, rồi để nhưng mượn Đạt, Đạt nó làm cái thẻ đó mà... dạ được. bây giờ Khương Dừa đi chỉ có cất nhà 1001 lắm thì kinh phí nó nặng, mình làm nhiều thì chỉ có một vài người bạn mà thân thiết với Khương Dừa đồng hành xưa giờ giống như anh em trong nhà thì Khương Dừa mới nhận. Dạ còn cũng có mấy bà con bác thấy thương lắm nha. Dạ, sáng nay Khương vừa mới ngủ vậy nè thấy có một anh chuyển 120.000 vô để giúp cho bà con của bác có hoàn cảnh khổ hơn ảnh. Khương vừa nghĩ ảnh chắc cũng khổ lắm mà gửi 120.000, xong Khương vừa thấy Khương vừa cũng đợi tại vì hồi trước Khương vừa cũng có chia sẻ thông tin rồi cũng nhiều bà con của bác có biết cái thông tin đó người lưu lại cái bắt đầu cũng gửi, sau này Khương vừa cũng không có chia sẻ nữa. Rồi để con chắc cô nhờ người người nhà hoặc nhờ cái anh đó làm cho cô số tài khoản, cái có số tài khoản cái con chia sẻ cái hoàn cảnh cô lên thì con để cái số tài khoản nó vô rồi để coi bà con của bác mà người lá lành đùm lá rách. Dạ ai nhiều khi người ta Thấy hoàn có, à cảnh dạ mình tay thương được người ta chia sẻ được ít thì nó đỡ. Rồi làm có thẻ tới gửi cho Hưng vừa gửi đâu? À, để con nói ông anh con lấy cái thông tin, để lát con lấy thông tin cô, có gì cô có cái thông tin cô gửi nhắn gọi báo con thôi dễ mà. dạ Đây có cái số điện thoại kìa. dạ thấy cũng thương quá trời, mà cô thì con nghĩ cũng như cô bây giờ thì ai thương tình thì giúp Cho được gì cho nấy, mình nhận mình cảm ơn đó đó kiếp sau mình trả. tôi biết kiếp sau tả thiệt Chứ bây giờ mình đi cô đâu có khả năng cô lao động nữa đâu có đúng được không, luôn còn anh em trong nhà thì giúp cho cô thì chắc cũng giờ cũng hết khả năng rồi, rồi thôi hết rồi bệnh giờ quá chắc tiền cũng cũng giống như giờ giúp được chắc chờ ngày cuối cùng giúp thôi chứ đó đúng thiệt à không. Chứ giờ giúp mà giúp thuốc ngoan này kia rồi để chữa được, cũng dùng đau quá chịu không nổi thì 100 200 ngàn cũng ráng cố gắng. Sáng đi cũng có tiền đâu. Mượn Dạ Mượn cô mượn giờ có thiếu nhiêu rồi? đó. Mấy trăm Dạ có tiểu đông ra chứ thuốc. thiếu 1 triệu nữa con. Này chắc cũng lâu ngày không có người ngồi nói chuyện, chuyện thấy cũng buồn xúc động quá con. Dạ vậy cô con cơm con ngày ăn mấy bữa có thuốc sữa sùng gì thêm không? Không, cái sữa đâu tìm đâu có sữa. Giờ tí cơm với thuốc, cơm với thuốc. Cơm thuốc rồi. Thôi con nghĩ thôi mỗi người một số phận coi. Trời sinh ra vậy mình cũng khổ rồi thôi mình. Bởi vì suốt Dạ. cuộc đời tôi sống khổ không mà Dạ. chú ơi, không thấy giờ nào sung Giờ sướng giờ hết. cô mà buồn, cô khóc thì nó cũng làm cho cái bệnh mình nó không 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 tốt. Đó là... Dạ. Nên thôi ráng mình cười thật thà vui vẻ. Chứ giờ mà buồn khóc gì nữa thì cũng không có giải quyết được. Bởi Dạ vậy cũng không có cãi số được. cái số dép có số Dạ thì chị có giờ không chị phải đó còn sớm mà còn bên đó đó anh của người đó anh dạ chơi chị con. Dạ ngồi nói chuyện thấy có người có buồn quá ngồi an ủi. Dạ có bao nhiêu cô? bảy mấy Dạ rồi nhà cái trẻ này Hương hả? Dừa nè Dạ mình lãnh gạo tỉnh cậu bên cái thang phải không dạ trời trời giờ quên
Ngồi đây nè con, ngồi đây nè. Ngồi đây nè, ngồi đây nè. Ngồi khuất cái cột. Được rồi, được rồi. Con ngồi đây nè. Được rồi, được. Ngồi đây nè cô. Cô được được rồi, cô ngồi đây được rồi. Cô ngồi đây nè. Để tôi kêu qua đây ngồi chứ đi. Ừ, qua đây ngồi cho nè. Tự nhiên ngồi khuất sau cái cột. Chúng thấy hoàn cảnh tôi khó khăn rồi cổ giúp đỡ giùm. Nè cô gần đây hả? Dạ con gần đây nè. Dạ. Gần nhà này, ở đây ấp này có mình cô với nhau này. À, cô là bà Tư Dè. Yeah. À Tư Dè. Yeah. À. À. Tại biết con ở bên Cái Sơn mà không biết chứ đâu, à. Đâu ở tên dạ. Thịnh Bình. Thịnh Bình. Không, con ở bên Cái Sơn hả? Cái Sơn Thịnh Bình đó. À. Ai biết tôi tưởng ở cô thì cũng có con có cái đỡ hơn ha. Con cái mà nó đâu có nuôi đâu, cô làm có sống không? Dạ. Nhờ ở ngoài cho. Dạ. Cho gạo cho này. Chứ sao không nuôi cô? Hả? Chứ sao có mấy người con? Có hai người mà thằng thì nó vợ nó bệnh tâm thần ở Chợ Lách. Ở vợ nó còn con thì có chồng bên Mai Phốt, Vũng Liêm. À. Ừ. Rồi cháu nội cháu ngoại. Cháu nội cháu ngoại thì nó ở riêng không có ở chung. Cô ở mình hả? Dạ. Thì cô làm gì cô sống? Có làm gì có mần gì đâu nổi, bảy mấy tuổi không có mần gì nổi. Ừ. Rồi nhờ cũng bà con nó cho chút lĩnh gạo rồi ăn vậy. Ừ. Nhà cô cũng nhà tình thương sao cô? Nhà tình thương. À, à. Nhà một cái tân rồi mấy đứa em nó cho gạch cho rồi nó tâu giùm rồi. Lót vậy luôn rồi. Vậy hai bà lại ở là hợp lý luôn á. Đúng cảnh khổ luôn. Nhưng mà cô còn khỏe mạnh đỡ ha. Đỡ, đỡ. Đi tới luôn. Mình cũng mấy năm rồi mấy hết á. Dạ. Bệnh hồi đó 3-4 tháng. Dạ. Bệnh còn giống như cô Tám này là cô Tám này cô Tám nhỏ hơn mười mấy tuổi, 20 tuổi mà nhìn yếu hơn ngồi. Yếu nữa. Tại bệnh dữ dằn luôn. Tết này cô 74 tuổi rồi. Dạ. 74 là cô nhỏ gần 20 tuổi á. Ừ. Tôi cô 55, 56, Tết này 56 cô? Ừ, Tết 56. Nhỏ hơn 18 tuổi. Bởi vậy, tuổi chứ còn bả đó. Cậu bển qua đây hả? Bên dạ, dạ, dạ. Tuổi chứ còn bả đó. Tuổi chứ con hay cu, tuổi một. Tuổi á, mà thằng kia nó giờ nó nhậu giết, bệnh tâm thần. Trời đất ơi. Anh hay cu hả con? Anh hay cu hả? Hay cu. Cô biết không? Cô biết không? Biết anh hay cu. Ờ, hay cu, con cô. Hay cu. Ờ, nó ở trên... Dạ, nhiêu tuổi cô? Năm nay năm mấy rồi, tuổi thân đúng năm mấy rồi. Sao cô đặt tên hai cu dễ thương quá vậy? Không phải đặt tên hai cu, đó, nó, tại vì nó xấu hái, mà nội nó đặt. Cô đặt tên Dũng Thắng. Dũng Thắng? Ừ. Mà tên ngoài tên hai cu? Ừ. Cha nó, mẹ nó, bà nội nó đặt xấu, nó không kẹo, ba không kẹo, đặt lại. Tại nó khó hái, nó khó nuôi á. À xưa con kiểu khó nuôi con bà mình đặt tên cu đất, cu đen rồi đó ha. Cu tử rồi ha, cu đỏ rồi ha. À. Hồi đó khó luôn. Thứ hai tên đặt hai cu luôn. Dạ. Ừ, toàn tên trong giấy là Dũng Thắng. Ừ. Rồi giờ anh tâm thần thì nó đâu có lo gì cho cô. Giờ nó nhậu không, giờ đi xuống nhà cô nó có không biết đường vô. Rồi, nó ăn nhậu quá rồi có do cũng bà. do mình thôi. Bây giờ nó ăn nhậu nó hư rồi. Rồi vợ con vẫn còn ở chung. Còn ở chung mà vợ nó cũng bệnh nữa. Đó, vợ con chưa bỏ rồi mình. Con đi mặn nuôi á. Con ở khổ. 19 20 tuổi rồi đi. Một người con hả cô? À, cháu nội cô. Dạ, một người hả cô? Hai người chết người còn người. Có đứa một. Còn mà chị gái thì là bên Vũng Liêm khá không cô? Trời ơi nghèo với bà không có nhà ở nữa. Thì sao không về ở với cô luôn? Không chịu bà ở bển ở cái trò dịch chắc bằng cái nhà dưới mép dưới này cô. Cái trò ta bỏ đó rồi vô ở. Xong về đây ở. Xong về ở với cô. Ở đây là sao sao? Ở bển bán số mỗi ngày. Ở đây bán số cũng được ta. Ở đây đi làm cây rồi kiểm được tiền không chứ. Mà nó không nó cần nhân công. Chồng nó không chịu gì đây. Vì ở với cô cũng được mà cô có cái chòi không có gì đâu. Dạ. Trời với cái nhà vậy kể ở cũng được mẹ tôi. Cái bạn nhà chị Út này mà một gạch hết ra rồi mấy đứa em thùng rồi nó cho nó tô. Em anh em cô đông không? Anh em đông đông. Không? Dạ hả? Mà có người cô nghèo. Dạ hả? Rồi thôi không sao đâu, có gì có khó khăn quá thì anh em cũng phải giúp chứ. Giúp gì trời ơi, nó cũng gần chết, nó cũng nợ nặng tí dân. Xong không cô nó giàu. Thì nó giàu, cây cối thêm giàu rồi chứ cái gì cũng nợ. Thì làm ăn ai cũng nợ nần, con cũng nợ nần tùm lum la. Con lễ này con về đây con Tuấn nè. Mẹ con cũng khỏe hả? Dạ khỏe. Cô Tám con, dạ.
8 cái tội là nếu mà mình không mình nhà cửa sập sệ cũng được, có gì ăn nấy cũng được, mà mình khỏe mạnh mình làm là được hết con á. Bệnh Thôi chúc chi khỏe có cái trời, có chút bởi xíu vậy bằng cái nhà, chúc khỏe bằng là cái mừng bởi được vậy, à. có sức khỏe là có tất cả. Cái gì đi mần mướn cũng sống được, bây giờ hết mần nổi, giờ không mần nổi. Bởi vậy giờ sao khổ không chết, bệnh chi nữa vậy? Chứ giờ bệnh biết đi dục đâu vậy. Bị bao nhiêu cái khổ dướng vô mình hết. Nhà rất ổ hết nè, lạnh Dạ hết. mình cũng hiền lành, cũng đi làm lụng rồi chứ mình cũng đâu Trời có ơi, làm gì đâu. đi mần thấy sợ luôn á. Dạ Để nhà của cô Út á, trời tôi tội nghiệp mày Út Tám mày. Sao mày khổ, để ngang đây lúc đó còn đi xin củi dưới á, đặng gì nó rượu. dạ Đi ngang để cô nghỉ một chút mày. Ở vô đây uống nước. Nghỉ một chút đi, gấp gì dữ một á. Vô nghỉ một chút đi. Tết nhất này cô chuẩn bị gì chưa? Thôi không có gì chuẩn Thường bị, thường Tết nhất ở có ăn nhà nghèo sao? đâu có chuẩn bị ăn Tết gì đâu, chuẩn bị thuốc á, trời ai cho thì ăn bảy nó không không có ăn có không. thôi chứ có gì chuẩn bị. Trời, Tết năm nay Khương Năm Dừa nay cũng chưa bèo, biết như thế nào, năm nay cũng kinh tế khó khăn lắm rồi bác ơi. kinh tế năm nay khó khăn Khương thiệt. Dừa cũng nói có bao nhiêu kinh phí Khương Dừa làm cái show ngôi sao miệt vườn á. Dạ. Rồi năm nay có làm kỹ Cho nào nên bên đây dạ không, con không, không có làm. thì cháu ở bên Bến Tre hả? Dạ con ở bên Thanh Tịnh nè. Bình Định hay chứ không, không có ở trên Dạ thành phố không, à? dạ con ở trên thành phố á, gồm nhà con bên ba mẹ ở bên Ờ Thanh biết Tịnh. rồi, ba Con ở mình trên biết thành ba mẹ phố. con đây. Dạ. Cho nên là Tết hôm nay Khương Dừa cũng bữa giờ mấy anh chị cũng hỏi là Tết nay có tặng quà cho bà con không, Khương Dừa cũng nói để Khương Dừa sắp xếp. Định Tại vì làm không con tặng thì kinh phí cũng nhiều lắm. chứ đâu phải ít đâu, Dạ mà mấy xã chứ đâu bảy phải. xã rồi một phần Ừ quà cũng xã cũng trăm mấy chục phần quà cũng cả triệu bạc, bởi vậy cho nên là Khương Dương cũng đang cân nhắc không hết kinh phí kỳ đó, cũng giờ khổ. chắc Hoặc là ví cháu dụ cũng có cho dạ cô dạ nước ở trên xã cho mà không còn biết hôm ấy mình đi mà. mình về xã mình trao không hết, bà con mình trao không nổi thì mình đi trao một vài hộ khó khăn thôi, ví dụ mình đi Chỗ đó nào lì khó xì. khăn, Dạ chỗ nào khó khăn mình đi cho người chứ đó thôi. chứ không Hồng con vừa cũng làm mấy em 3 năm nay rồi, cũng với lại cũng có bà con cô bác cũng mấy anh chị cũng đồng hành với con dừa, Đúng nhưng mà rồi, thôi năm nay thấy không mấy anh chị cũng khó khăn lắm, cũng bởi thôi vậy ai làm kinh tế ăn. khó khăn, Dạ. kinh tế về khó khăn rồi, kinh tế về già già nhiều mà không nổi là vậy, bệnh Dạ. nữa. Cô phải bảy mấy nhà nước cho lãnh lương cũng đỡ, Dạ 80 mới được. 80 mới được, không biết sống có nổi tới bao nhiêu. Dạ. Chứ hồi trẻ cô làm công việc gì? Cô đâu có làm gì, ở nhà vòng vòng mần cỏ vòng vòng nhà chứ đâu có làm gì, Rồi có đó. lỡ đất đó, có tiền Dạ. không được nữa đó. Mần vòng thì cho cháu để mà để cây rồi nó cho tiền, Dạ. chứ cô mần đâu có nổi thế Vậy mà nổi vậy. hồi trẻ cô. Hả? Hồi trẻ không có làm không cô? Hồi trẻ cô cũng làm nhưng mà đất ít á, Dạ. cũng nghèo, Dạ. người tàn thân thôi, người khổ chứ. Anh về trước đi. Dạ. Tới đâu không biết luôn. Là con của Út Bình. Hả? Dạ, con gái Út của Út Bình. Vậy hả, tội Dạ. nghiệp Bà con với Bình với mà. Dạ, À, ảnh trời ảnh dẫn con chạy vô đây. ơi, gì à, gì bảo Bình là gì của Dạ, dì ruột. ruột hả? Dạ. Hèn chi tự giờ nó để em dẫn chị qua mà cứ biết đứa nào đâu. Dạ. Giờ chừng nào mà hết cái khổ này nhà nước mới có khỏe với mấy người. Dạ sợ ơi, cuộc sống mà có người khá, người nghèo, người giàu, Người thì người khá, chậm, người nhanh, người đẹp, người xấu, cũng như đủ thứ trên đời. là trời đất ban à, mấy người Dạ. khổ thì khổ hoài. Dạ. Chứ như cô giờ khỏe, mong khỏe mạnh là mừng nhất rồi chứ. Thiệt á, tôi Cô mong cho tôi khỏe, nấu cơm ăn, đi chơi vòng vòng mừng dạ rồi, chứ đâu có mừng gì được nữa. dạ chứ giờ mình đâu có mưu cầu gì mà Ừ. cái nhà cao cửa Không, cái cầu rộng dây ăn ở sang đi quân ăn sang ngon rồi mặc đẹp ha. không. Còn nhà gỗ này nè, còn nhà dạ đi mình thương dạ mà một giặt hết hơn rồi, mấy đứa em nó phụ cho nó, dạ nó tô nó làm ra chứ chị như cô đâu có làm gì hết. dạ Bây giờ chết thì có chỗ sạch sẽ chút. thôi tôi chết dạ tôi thân tôi vậy kệ nó chứ không có sạch sẽ nổi.
cầu gì ở được rồi. Thôi đầu năm tháng nhiều khi mình nói chuyện nó cũng hơi buồn, bà con bác xem cũng hơi buồn. Mình cứ nghĩ vui vui cái đi, khóc nhiều khi buồn quá khóc rồi qua thôi rồi. Chứ giờ mình ngồi mình khóc quanh quanh năm cũng không được cái gì, cũng mắt mình nó yếu thôi chứ không có gì, gì không được gì. Dạ con thấy vậy, nhiều khi suy nghĩ nó tích cực hơn xíu. Dạ dạ vậy thì đỡ cái vụ thuốc tôi nè đó, một bọc đó. Rồi mà mai mốt tôi đi bọc nữa. Dạ đi bọc bọc không sáng anh xuống rượu đó bán được không con? Được, rượu này là nấu nhà hả con? Nấu nhà rượu nếp gạo à? Rượu nếp hả con? Nếp không à, đây mà rượu hả con? Rượu à, thử ngửi ngửi thử này chưa bán hả con? Chưa, chỉ chưa pha chưa bán đó. Rượu nặng rượu nếp không à? Này hồi đó ai chỉ cô nấu con? À, người chị thứ tư rồi nấu rồi lại chị nghệ lại chị thứ ba. Dạ giờ chị nấu không cho tôi ăn rồi không xong. Dạ rồi giờ mỗi ngày con nấu hay sao con? 2-3 ngày bà lên nấu ngơ vậy. À bán được nhiêu lít con, nhiêu tiền lít con? 22 ngàn à. 22 ngàn lít. Ừ nếp đó uống thử rồi biết. Ngơ. Ha, chục đó đó thấy chục lít à? Hả? 8 tiền luôn hả con? Ờ. Hay là đặt trong nhà. Đặt trong nhà, đặt đây nè mấy đứa cháu. À. Ôi ôi. Cái này mà đặt cái này mà ngâm rượu rồi ha. Ờ, đó người ta đặt ngâm rượu đó, nguyên ơ vậy đó. Cái này gạo nếp được hả con? Nếp á. Chứ tôi có đâu, sáng mua 2 ký gì nấu. Này nếp nấu rượu cho nên nếp nó không sẽ không ngon như nếp ăn của mình. Ờ. Nếp rượu. Dạ. Nếp ăn tới 18 ngàn ký. Dạ. Sống chán con không có chán đũa không có gì chứ không hả? Có gì hết. Bể tầng. Dạ, có được cái hết. Hũ muối. Không có gì hết. Nãy đi dạo quanh vòng nhà cô không có gì gì đáng giá. Đừng quá vậy. Cho nên cô đi chơi cô mở cửa. Vô vô. Có gì đâu. Có được cái Nokia. Ừ đó cái đó đó. Như vậy của chị cho mua cho để tao thăm bệnh. Dạ. Có tiền không con? Có. Dạ. Đường bệnh nạp cho. Này cái máy gì con? Cái bấm tưới cây nè. À điều remote tưới cây luôn không? Ừ. Ồ. Đó của bà đó. Giờ làm hiện đại ha, cái này vườn của em gái cô hả? Ừ, của chị. Ủa chị gái cô. Ừ. Làm giờ kìa. Giờ làm cây cũng ế quá ha con. Ế. Đó, dạ. Đó bấm tưới gì chứ. Ừ. Tưới cho con bấm cho. Không biết cái giờ nó cạn rồi quá. Cạn rồi. Cạn bấm không được. Nay giờ tôi mới thấy dạ. Trời ơi, chứ đâu không sung sướng đâu. Đi xuống cậu bình dưới rồi mới lên dẫn lên đây cái thằng gì Vinh hay gì nãy chú. Dạ. Yeah. Gì đó. Mới dẫn lên đây đó. Dạ. Hai được mấy cháu rồi? Dạ con hai rồi. Có đứa là bự chưa? Dạ có 8 tuổi rồi con. 8 tuổi với 4 tuổi. Vậy thôi con nghĩ chắc cô nhờ cháu hay là người anh cô á. Ừ. Chở ra môn ở đây thì mình lên lên trên xã nó có cái họ có ngân hàng đó, mình mở cái số ngân hàng hoặc là nếu mà người ta tới người ta làm trực tiếp cho mình được thì nhờ làm được. Ừ. Cái con có chia sẻ cái video này lên thì ví dụ bà con bác mà cũng muốn thương cô có chia sẻ giúp đỡ được thì con để cái thông tin của cô lên. Ừ dạ rồi, rồi. Cô tên đầy đủ là gì cô? Hả cô tên đầy đủ là gì? Quỳnh Thị Tám. Quỳnh Thị Tám. Ừ. Dạ. 568 luôn. Dạ sinh 568 luôn. Ừ. Ờ. Sinh 568 69 thì nhiều người ta giờ giàu lắm á. Ừ. Giàu rồi tôi giờ không biết giàu gì. Rồi rồi làm có thẻ rồi chú chạy qua chú lấy giùm tôi ha. Dạ không, thẻ thì cô giữ, con chỉ xin cái thông tin thôi. Con xin đăng con gửi lên ha. Dạ rồi ai ai ấy thì cho vô tiền vô dạ, thẻ đúng đó. Dạ rồi, có vô không biết chừng được. Ừ. Dạ.
Ừ, để mời qua cái lễ này mượn thằng Đạt nó lên nó làm. Dạ. Làm cũng Hoặc tiền. là nhiều khi có bà con cô bác mà cũng hay, mấy anh chị hay đồng hành con á, Ừ. có gửi cho cô thì con chuyển cho cô cho dễ. Ừ. Rồi nè, không có chơi chú đi xin lấy cái số điện dạ thoại dạ tôi dạ đi. dạ 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 Ừ. xíu con lấy Ừ. này. Thuốc mấy ngày cô? Cái này hả? Thuốc này thuốc gì cô, Cái uống gì đi thuốc cô, này với bệnh viện. uống Còn để gì cô, chỉ gì cô? cái chị bao tử. Đây nè, bao tử nè. Thuốc Đó bệnh gì cô, này, số nước. Số nước nè, một lùm nè. thuốc bệnh gì cô, Ừ, khớp hả cô? khớp á. Sáng chích này nè, ổng cho một lùm nè. Dạ. Rồi ổng tặng cho thêm tiền biểu ông mua hủ tiếu ăn đi. À. Số nước á. Trời. Thuốc cho tiền hả? Ừ, ổng Thật chứ. ổng bớt á. Thật Ổng chứ nè. con mối luôn hả con? Ừ. Chích mối luôn hả? Dính mới Tôi luôn. nằm trên bệnh viện da gãy thấy khổ quá, cho bà bác sĩ cho anh thứ gửi. Thấy là khổ quá trời khổ luôn. Dạ. Thôi cô giữ gìn sức khỏe nha. Ừ. Dạ bữa nay con tới thăm Rồi vậy cô. Dạ. nha, bác sức à. khỏe, chào bác Dạ. khỏe đi, nó tới Dạ. bữa nào cũng nằm Rồi nằm rồi đó cho lấy số điện thoại. dạ hay Ừ. lại con gửi con ít để cô đi uống thuốc. Ừ. Rồi. Vậy cảm ơn chú Dạ đây con có chuẩn à. bị sẵn, con đi về đâu con không có đem tiền mặt nhiều, con gửi cô 3 triệu nha, Ừ. này cô Ừ. giữ cho kỹ nha để hồi rớt Rồi mất á. rồi cảm dạ ơn chú nha. dạ Ừ. để uống thuốc được chắc cũng được mấy ngày à, ăn uống đồ. Dạ Ừ. cậy nhiêu đó cũng quý. Quý Trời ơi, 1.000 1.000 cũng mấy quý triệu nữa là chú quý ơi. lắm rồi. À, thôi cảm ơn hết Cô giữ nha. kỹ nha để gửi cho cô. Ừ. Ừ, vậy cảm ơn nha. Dạ dạ Ừ. Cái số đó chú ấy dạ đó dạ rồi dạ biểu Đạt nó lên làm cho tôi. dạ Ừ. lòng quá. Dạ rồi. Dạ hôm nay Khương vừa cũng về nghỉ lễ nhưng mà cũng tranh thủ xíu thôi con bác. Ừ. Dạ tại ở gục muốn gần nhà nên mình dính xíu thời gian mình tới thăm cô, nhiều biết đâu mình giúp nhiều đó nó cũng đỡ khổ cho cô. Rồi, Dạ cảm ơn cũng nha. hy vọng cô khỏe mạnh để ăn Ừ. Tết với Rồi. dạ. Dạ thôi cũng vừa cũng cảm ơn quý bà con bác rất nhiều nha, xin chúc À, quý bà con rồi, bác nhiều sức khỏe. rồi. Dạ xin chào tạm biệt, Rồi. xin hẹn gặp lại ạ. À. Cảm ơn nhiều ạ. Rồi. Thôi vậy cảm ơn nha.